Đây là buổi tập luyện của đội đua thuyền thôn Bắc Phước, xã Triều Phước. Không khí luyện tập chuẩn bị cho giải đua thuyền truyền thống diễn ra rất sôi nổi, háo hức. Không chỉ có các vận động viên tham gia, mà nhiều người dân cũng rất háo hức đến xem và cổ vũ. Hiện nay, các địa phương khác cũng đang gấp rút luyện tập để sẵn sàng cho ngày hội đua thuyền diễn ra tại bến sông thôn Bắc Phước, xã Triều Phước vào ngày 7 tháng 4 năm 2024. Chiều mùa tôi cũng ra đây để xem vận động viên là tập luyện và luôn lắng đạt được giải nhất để vào vòng chung kết. Thì năm nay Triều Phước rất là vui mừng được là huyện chọn là đơn vị địa điểm diễn ra cái lễ hội đua thuyền. Thì trong thời gian qua thì đội Triều Phước đã tích cực chọn đội hình và tập luyện, và đặc biệt trong thời gian tập luyện thì bà con nhân dân đến cổ vũ, động viên tinh thần và vật chất cho đội đua, và đặc biệt lãnh đạo xã rất quan tâm chia sẻ và chỉ đạo đội đua để hoàn thành cái kết quả với mục đích là đạt kết quả cao nhất trong cái giải đua lần này. Để giải diễn ra thành công tốt đẹp, những ngày qua huyện Triều Phong đã triển khai các công đoàn, các bước phân công giao nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị liên quan. Cùng với đó, các phương tiện, trang thiết bị đảm bảo giao thông và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn nếu có những tình huống bất trắc xảy ra trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Được biết, tham gia giải đua thuyền năm nay có 24 đội thuyền rồng nam nữ đến từ 18 xã thị trấn cùng tranh tài. Tinh thần thi đấu của anh em và bà con ở đây, người ta rất là hâm mộ. Nói chung là ngày nào bà con cũng đi xem tập luyện hết. Và riêng anh em trong đội là hết mình, cố gắng hết mình, tập luyện hết mình. Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị triển khai kế hoạch đã hoàn tất. Các đơn vị địa phương đã nhận thuyền và hăng say tập luyện, hưởng ứng rất là cao với tinh thần là quyết tâm cao, giành thứ hạng cao nhất tại lễ hội đua thuyền năm nay. Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Triều Phong là một trong những chuỗi hoạt động được huyện Triều Phong quan tâm chú trọng. Thông qua lễ hội là dịp giới thiệu hình ảnh quê hương, truyền thống văn hóa, con người Triều Phong đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.